kính mời đồng hội chúng ta sẽ cùng sôi dầu sôi nước và cùng với các người anh liền chị trong chương trình đàn và hát dân ca gánh hát quan họ dưới thân dòng trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, Bắc Ninh quê hương của chúng ta, nơi có con sông Cầu, nước chảy Lơ Thơ, có núi Thiên Thai, có chùa Phật Tích, có những người con trai con gái quan họ trọng nhau về nết, mến nhau về tài, xây nhau qua giọng hát câu ca, để rồi ai xa ai gần cũng phải đem lòng sao xuyến. Ở nơi đó có những chàng trai khúc toại, những cô gái quan họ nội duệ cầu lưu, đẹp người đẹp nết, đẹp cả nhời ăn tiếng nói, say sưa câu ca quan họ trong suốt những ngày xuân. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, cứ vào 12 tháng riêng hàng năm thì toàn thể nhân dân thôn Hòa Trung của xã Liên Bảo, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh lại nô nức đi chảy hội và được tiếp đón toàn thể quý vị du khách thập phương, là niềm rất vinh dự cho toàn thể bà con nhân dân trong thôn của chúng em. Và kính thưa toàn thể quý vị, và không quên cho những người quan họ trân trọng gửi tới lời chúc, lời chào cùng người quan họ hôm nay sum họp chúc mai, tình trong một khắc nghĩa dài trăm năm. Hôm nay tứ hải giao tình, tuy rằng bốn biển nhưng sinh một nhà. Hôm nay họp mặt giao hòa, nguyện xin nguyệt lão răng già xe duyên, trai anh hùng sành gái thuyền quyên, tùy nguyện sánh phượng đẹp duyên châu trần. Để mở đầu cho mỗi một canh hát thì người quan họ không bao giờ bỏ qua được phong tục hát mời đất mời trầu. Về mời nước, người xưa nói đôi tay nâng chén em mời, trà thơm thơm được cả mười ngón tay. Về mời trầu thì các cụ xưa còn bảo trầu xanh khâu trắng chai hồng, vội pha với nghĩa thuốc nồng với duyên. Trầu này trầu tính trầu tình, trầu loan trầu phượng trầu mình trầu ta. Trầu này em thêm tối hôm qua, giấu thầy giấu mẹ em mang ra mời người. Và chẳng mấy khi có khách quý đến chơi nhà, đốt than quạt nước pha trà em mời người xơi. Trà này ngon lắm người ơi, mỗi người xơi mỗi chén cho quan họ chúng em vui lòng. Trân trọng gửi tới toàn thể bà con cô bác cùng toàn thể đồng hội câu hát khách đến chơi nhà, hay còn gọi mời nước mời trầu, dân ca quan họ lời cổ. Anh hai, chị hai, chị ba, chị tư trân trọng gửi tới toàn thể quý vị. Và để mở đầu một kênh hát trân trọng, kính mời toàn thể đồng hội chúng ta sẽ cùng nổ một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ được không ạ? Vâng ạ, trân trọng cảm ơn đồng hội rất là nhiều. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
người phụ chén cho con họ chúng em vui lòng. Mỗi người là người xây mộng.